chạy quảng cáo tỷ lệ chuyển đổi không bằng lúc test, Lý Đeo tại SAO. Em chạy video dựa trên target đã test nhưng mà tỷ lệ chuyển đổi không bằng lúc test mà đã đắt. Về mặt cơ bản ấy, thì là khi mà mình đã target ấy, thì là nó sẽ chi phí nó sẽ cao hơn bởi vì chi phí nó tính bằng CPM. Đấy. Còn lại cái tỷ lệ chuyển đổi mà bảo là không bằng cái lúc test ấy, đấy là chuyện bình thường nhé bạn ơi. Nó chuyện bình thường, ví dụ như là lúc test chẳng hạn, nó hên, nó trúng cái tẹp, nó trúng cái tẹp mà đang ra đơn chẳng hạn thì cảm giác nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà về lâu về dài thì bạn chạy bằng target nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì cái mà bạn mà đang bảo là bạn đang target kia thì cái việc số 1 bạn phải kiểm tra lại cho mình, đó là cái target của mình theo cái chiến dịch trước đây đã từng test ấy, nó có đủ lớn hay không. Tức là số lượng càng lớn thì nó sẽ càng chính xác. Ví dụ như là cái tẹp test của bạn là nó khoảng độ tầm 10 chuyển đổi chẳng hạn thì nó sẽ không chính xác bằng việc là cái tẹp test đấy khoảng tầm 20-30 chuyển đổi. Tưởng tượng là như vậy không nhau. Thì tức là về sau ấy, thì cái tẹp test của bạn càng to thì cái tẹp mà bạn target ấy, nó sẽ càng có tỷ lệ tốt hơn.